Nó cả cắt một cái vuông vào đi. Nếu mà nó đẩy quá bỏ bớt gạo ra không nhất thiết phải đầy này đâu. Quay thì cân đâu nhưng mà nó đẹp rồi. Nếu mà nhiều quá bỏ bớt gạo ra. Đã nhiều quá. Méo lắm. Chỉnh lại hết đi. Bình tĩnh, chú ý cái mép này, đập nó xuống. Nó không rách đâu, nó không bao giờ nó rách đâu. Bỏ cái khuôn nhấc ngược lên, nhấc ngược cái khuôn lên em ơi. Rồi cái này được rồi, không sao đâu. Kéo này vuốt này. Ép nó bằng nhau, nó phẳng. Thì nó gì, nó không bị trồi. Tất cả các lớp thì nó cũng phẳng này. Ngửa ra đi, chỉnh lại đi. Sáng buộc cho bạn đi. Sáng buộc. Buộc phải đúng vào góc này, nó không bị chùi. Buộc vào góc này này. Rồi nhá, kem sữa. Hả? Thoải mái đâu mà. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh tập trung à. Cứ bình tĩnh xử lý thôi. Chú ý nhé, cái lạt là để... Có sao nó nếp vào đâu mà. Cứ bình tĩnh xử lý đi. Tháo lạt ra em ơi. Cái này nếp. Không sao đâu. Thế được không? Mình ép nó vẫn vào thôi mà. Chỗ nó hở nó mới phình. Nó không mướt gãy gãy góc. Mướt bên kia nhiều đứa nó còn sợ đau ấy. Nó sợ rách ấy. Vâng, sợ rách ấy. Mạnh tay vào, nó cứ làm từ từ như thế này. Cả buộc này, buộc lạt nó phải mạnh tay vào. Đúng là buộc lạt nó cần nó xoáy ở trên kia. Vâng đấy, nó xoáy để cho chặt vào đâu, cái xoáy lỏng ra. Xoáy trên ngọn, nó xoáy ở đây. Em làm đây à?